Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay là kênh video của Trọng Nhà Thờ, đơn vị chuyên thi công nhà gỗ, nhà bê tông giả gỗ. Xin gửi tới quý vị và các bạn về cái công đoạn chế tác cột gỗ bằng cái phương pháp là bào gọt lăn thủ công không tiện, đẽo cột, sau đó là bào gọt lăn cột hoàn toàn là thủ công. Giờ xin mời quý vị và các bạn theo dõi cái video. Cột sau khi cũng đã được lăn với cả bao gọt rồi thì sẽ được lấy mực để định vị các cái lỗ mọng, và từ đây thì có sẻ các lỗ mọng để làm các cái biện pháp sàn đóng tiếp theo, các công tác sàn đóng tiếp theo. Mọi người nhìn rất là rõ các cái vệt mực màu xanh và có cái đường cưa lưỡi sẻ cho những vị trí mọng. Mọng thì được định vị bằng mực xanh khác màu của gỗ và tính từ tim của gỗ, từ tâm của gỗ chia 4 phần, lấy các cái đường thẳng bằng cách bật mực. Đấy, các bạn đang bật mực, cái đường bật mực ở trên thân gỗ chia vào cái cột vào đó 4 góc phần tư bật mực. Đấy, các bạn nhìn rất rõ các bác đang bật mực lần về mặt tiếp theo. Cái mực để bật thì có thể là dùng như các cụ ngày xưa hay lấy ruột của cái quả pin, nó độc hại. Bây giờ có thể là dùng mực nho, mực tàu, bất cứ loại mực nào màu đen để định vị đường thẳng trên thân gỗ. Đúng, nhúng cái mực nho đấy vào cuộn dây vải và căng ở hai điểm đầu điểm cuối của cái gỗ và bật mực. Đây các bạn nhìn thấy một cái cột mọc bào gọt cột mọc cột con cột ngọn cột. Như trong cái video thì đang sử dụng gỗ lim Nam Phi, Italy, xanh Nam Phi, nó sẽ thuộc không ôm tâm, lấy phần cật, lách tâm, nó sẽ có một mặt là mặt cật, một mặt sẽ là áp tâm. Thường cái mặt áp tâm nó hay gần ruột thì nó sẽ có những cái dạng vết nứt. Cái mặt mà các bạn nhìn thấy nó lành hay thì là cái mặt cái cật bên ngoài. Cũng cố gắng là chọn lựa làm sao được cái lô gỗ nó đục lạc nhất cho chủ đầu tư. Nhưng mà gỗ tự nhiên thì cũng không thể tránh khỏi là nó, khi mà mình làm cái lách tâm thì nó sẽ có một mặt là vẫn gần với cái tâm gỗ, nó sẽ có cái chạm bên mức. Các bạn nhìn cái đường vần đấy, cái cột sửa lách tâm. Về cái đặc tính của cái thằng gỗ lim Nam Phi, nó có cái chất ucan và cái chất tali, thì cái chất cả hai chất này thì điều trị rất là tốt. Nhưng mà nếu mà để mà tính về màu sắc thì thằng tali nó màu nó sẽ sáng hơn, còn ucan thì sẽ sơn nó màu nó sẽ tối. Nhưng nếu để độ cứng thì ucan sẽ cứng hơn, nhưng độ đan hồi, độ dẻo thì tali sẽ dẻo hơn. Có nghĩa là ucan làm hàng thành khí cực tốt,
nhưng mà làm hàng ván thì lại nguy hiểm. Còn tali thì do cái độ đàn hồi, độ dẻo của nó thì nó sẽ làm hàng ván rất là nguy hiểm. Thì các bạn nhìn rất là rõ ràng là sẻ lỗ mộng, cổ sẻ theo cái đường đánh dấu đánh mực. Hũ rất là dài, rất là cứng, chất tâm đi. Cột thì mới đẹp, vân veo có hết. Mọi người nhìn vân cột đẹp. Thì những cái gỗ tự nhiên này cũng không thể nào đẹp 100% được, nhưng mà sẽ là cố gắng hết có thể để lựa ở cái cột, cái gỗ mà nó trùm lại. Sau khi mà xẻ mộc xong thì đục chung một trang, đục bản, đục mộc. Đây là một cái họng cột mà sau khi đã sẽ họng cột để theo cái vết mực đã được đánh dấu, sẽ cưa cơ xích. Sau khi sẽ bằng cơ xích thì dùng trang đục để rửa lại. Vừa rồi là video có nội dung quay lại với công đoạn là bào gọt cột, lằn cột của nhà gỗ. Thì xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi, để ủng hộ kênh, để đăng ký kênh để xem những video mới hơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.